Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Vario 125, Vario 160. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến, hỗ trợ giới thiệu ông Luyến ạ. Hay là cả nhà ha. Tiếp tục thì hôm nay thì cho mọi người về giá xe, một dòng xe mà rất là đáng mua cho mình hiện tại luôn. Không chỉ thích hợp cho những anh nam mà những chị nữ mà đam mê dòng xe này thì rất là phù hợp luôn ha. Thì có vậy dòng xe này không xa lạ mọi người, đó chính là dòng xe Honda Vario 125 và Vario 160 phân khối ha. Hiện tại thì giá xe đang chạm đáy, mức giảm rất là mạnh luôn. Giảm mà Luyến cũng thấy là so với lại 3 tháng trước có thể đã giảm 7-8 triệu một em đó cả nhà. Thì mọi người ngoài ra thì bên Luyến hiện tại đã có hỗ trợ chương trình ha. Tri ân khách hàng là giảm ngay 5 triệu đồng, bao gồm là 2 triệu đồng xe lại này và 3 triệu quà tặng khi có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến nha, là 0905 299 064 nha. Lưu số Luyến lại đi, khi nào muốn mua xe thì cứ gọi cho Luyến ha, được hỗ trợ xăng xe cũng như là ưu đãi và áp dụng cái giá này chỉ duy nhất khi có liên hệ trực tiếp qua cho em Luyến thôi ha. Đầu tiên là về màu sắc trước cho mọi nhà cùng xem đi ha. Em xe Vario đầu tiên là em màu xanh xi măng này, tiếp tới là về màu trắng này, màu hồng tím này, đó màu xanh lục, màu xám, màu tím khô đó. Liên quan cho mọi người xem rất là nhiều màu sắc đẹp cho cửa hàng Luyến mới sơn độ lên ha. Hôm màu jean thì cửa hàng Luyến đủ màu nha, gồm có 5 màu là màu xanh nhám, trắng nhám, đen nhám, màu đỏ bóng và màu đen bóng, là 5 màu jean của phiên bản màu Vario 125 phân khối ha. Đối với em xe Vario 125 bên Luyến đang hỗ trợ khách hàng ngay giá là sốc này, chỉ có mức giá là 38.900 đến 40.900 tùy phiên bản nha. Phiên bản chỉ có thường hay là phiên bản sơn cây ha, cũng như là phiên bản sơn 3D hay là phiên bản màu thường ha. Trả trước chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng thôi là mua xe được rồi ha. Mua xe chỉ cần liên hệ trước hoặc là được hỗ trợ bao đậu luôn, cũng như là hỗ trợ lãi suất cực kỳ rẻ ha. Căn cước công dân thôi là mua được rồi, trên 18 thôi ha. Rồi, Vario 160. Cái 10 này cũng sơn lên thêm một vài màu cho anh em này, như là màu đen bóng này. Ở trên đây thì có em màu tím 14, màu đỏ nhám, rồi màu hồng, màu cam. Đó, rất là nhiều màu sắc đẹp cho anh em ha. Hiện tại thì đối với một em xe thì cửa hàng Luyến hỗ trợ khách hàng với mức giá là 40.900 đến 44.900 tùy phiên bản CBS hay ABS đối với bản chính hãng ha. Còn tư nhân là có mức giá là 42.900 đến 46.900 tùy phiên bản CBS hay ABS ha. Bên Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng, chỉ cần trả trước. Còn đối với dòng này là 6 triệu nha, là mua xe được rồi nha. Căn cước công dân trên 18 tuổi là mua xe hỗ trợ bao đậu luôn nha. Cứ liên hệ qua Zalo để biết thêm chi tiết về giá xe cũng như là ưu đãi của cửa hàng Luyến ha. Còn đặc biệt mua xe trước được hỗ trợ đẹp cũng như là cho xe đi lại và rất nhiều phần quà tặng đang chờ đón mọi người nha. Rồi, ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mà liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.